Trời ơi, Điêu đang làm giả gì đó, Điêu làm sao đó? Trời ơi. Hả? Sao mà Điêu buồn? Trời. Thế đấy, tôi ăn tắt nhiều. Bà, thế đi hứa với bà là đi ăn 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 giỏi để lớn mau không? To nhanh sóc nha, khỏe nha, Mọi khỏe để giúp người. papa nha. Papa yêu nhiều nhất luôn. Đấy, bà thấy Thế được thế đây. đẻ được ông con nó sướng không nào? Mà thấy bà làm việc cào tiết tắt mồ hôi mà nó vào nó khóc, nó kêu là nó thương bà. Nhìn thấy bà làm mà nó muốn, nãy nó kêu là nó muốn nó ra giúp bà đấy. Thế đi ô còn yêu bà hơn mẹ luôn, mẹ sợ quá mẹ chạy luôn, mẹ không dám giúp luôn, mẹ không dám ra luôn đấy. Mấy Sợ cái quá, tắt đi lạnh tắt đi quá. tắt đi tắt Đi ô giỏi nhỉ? Thế đi ô thương bà nhiều không? À, thế bây giờ Điêu phải ăn thật nhiều, thật khỏe, lần sau ra giúp papa cào tuyết nhá. Ôi trời ơi, thương quá nhỉ. là... Hello mọi người, câu chuyện là ngày hôm qua, trời ơi, ở thành phố của mình có một trận bão tuyết với dự báo là tuyết sẽ rơi lên đến 25-30 cm. Nói chung là rơi rất là nhiều luôn mọi người, mà rơi cả ngày luôn, và gió thổi thì cũng rất là mạnh nữa, cho nên là khi mà bố Quân đi về á thì có một hiện tượng đó là tuyết nó phủ khắp một cái lối đi luôn mọi người ạ. Tuyết ở khắp mọi nơi, mọi người có thể nhìn này, trên hàng rào rồi xung quanh trên cây rồi trên lối đi vân vân và vân vân. Cho nên là lúc mà về á thì bố Quân phải dọn nguyên một cái đường khoảng 30 mét với nguyên cái khu đỗ xe nữa, phải xúc tuyết. Rất là mệt luôn, cho nên là Rio với mẹ My ở bên trong nhà, tại vì lạnh quá, âm 10 độ luôn mọi người, không dám chạy ra ngoài luôn, rất là lạnh luôn. Đây, bố Quân đang hốt tuyết đây. Trời luôn, mịt mù luôn, không thấy gì hết. Tuyết cả ngày đang thiệt, Hello dã mọi man thiệt người, chứ. Đây là bố Quân vừa mới về nè mọi người. Trời ơi, đi vào nhà thì bố Quân bảo là tuyết nó ngập vào hết giày luôn. Mọi người nhìn đây này, tuyết phải đến 30 cm á. Đó, nỗi khổ của những người đàn ông vào mùa đông. Giờ mà ra mà nói cái gì chắc ông quạo lắm rồi đó. Thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Tuyết quá trời tuyết luôn. Xúc một chút xíu thôi lại phải đứng nghỉ. Nó nặng lắm đó mọi người. Tuyết đầu mùa nó nặng á. Có những hôm mà tuyết nó có nhiều độ ẩm thì tuyết rất là nặng. Có những hôm mà tuyết nó xốp thì nó sẽ nhẹ hơn một chút. Đó. Mệt quá trời mệt luôn. Bây giờ đang là 4 giờ rưỡi á mọi người. Rio được đón về nhưng mà Rio đang còn ngồi trên xe ô tô á. Tại vì đường tuyết nó ngập quá mà. Nó ngập cao hơn cả giày á, cho nên là bố Quân chưa có cho Rio vào được mà phải dọn bớt tuyết đi, rồi sau đó thì Rio mới có đường cho anh đi xuống. Không là tuyết nó ngập vào hết giày, ướt hết luôn. Ướt bên trong, bên ngoài rồi cả bên trong nữa. Đó, nhà nào mà xịn sò thì người ta sẽ mua một cái máy cào tuyết. Nhưng mà với trường hợp là cái không gian nó nhiều á, nó rộng, đường nó rộng thì người ta mới mua cái máy đó để người ta ngồi trên cái máy, rồi sau đó thì cái máy nó sẽ cào tuyết, đẩy tuyết sang hai bên. Nhưng mà nhà mình với nhà hàng xóm này sử dụng chung một cái đường như thế này thì cái xe đó nó quá to và không cần thiết, cho nên là phải dùng tay như thế này đó mọi người. Nói chung là rất là cực ha, chưa kể là sáng mai á, mọi người nhìn cái xe nhà hàng xóm này, để mình zoom lên đấy. Đó, cái xe nhà hàng xóm này mới đi về. Đây ha, đây cái xe nhà hàng xóm này mới đi làm về khoảng 15 phút mà bây giờ tuyết nó đã kín luôn, đã phủ đầy luôn trên cái xe luôn. Thì mọi người tưởng tượng được là sau một đêm sang ngày mai á thì nói chung là không biết là mọi người có tưởng tượng được không, nhưng mà cái xe thì nó sẽ nó bị bao bao trùm bởi tuyết. Một cục to luôn đó mọi người. Thì mỗi sáng đi làm á, cào tuyết trên cái đống xe thì rất là mệt. Cho nên là nhà nào mà may mắn làm được cái carport á, thì nó rất là tiện. Như nhà mình với nhà hàng xóm ở cái khu đây thì không có xây carport được, cho nên là để xe ở ngoài. Thì sáng mai dậy á, mệt lắm luôn mọi người.
Đó. Cào thì cào chứ chút xíu nó rơi khoảng 2 tiếng nó lại đầy rồi mọi người. Cho nên là thả trong nhà luôn đi chứ, luôn cho rồi. Chứ còn đi ra đi vào hả thì mệt lắm. Cho nên bây giờ mà đi làm đi vào nhà là ở trong nhà luôn. Rồi tối trước khi đi ngủ thì sẽ phải ra cạo tuyết một lần nữa. Tại vì nếu không thì sáng mai nó sẽ rất rất là nhiều luôn mọi người. Nó gấp đôi như thế này thì xỉu luôn. Dọn xong tuyết là khỏi đi làm luôn á. Cho nên là trước khi đi ngủ thì bố Quân sẽ ra cào một lần nữa. Rồi đến sáng mai lại cào một lần trước khi đi làm. Trời ơi. Nói chung là mỗi buổi sáng mùa đông dậy á thì mọi người, mọi nhà là đều phải dậy trước khoảng 30 phút á, để cào tuyết. Tập thể dục buổi sáng. Cái đống này bố Quân làm thì được chứ mình ra cào chắc xỉu luôn. Nhìn vừa lạnh vừa oải quá mọi người. Bố Quân bảo là sau này mua nhà thì không có mua nhà riêng nữa, mua chung cư ở cho nó sướng. Mùa đông thì nó sẽ có những cái xe cào tuyết của commune á, nó đi thì mình không phải cào tuyết. Tội nghiệp ghê luôn, người đàn ông tần tảo. Đấy, bây giờ anh Rio ấy được ba ba mở cửa nè, đi xuống nè, chưa nữa ha, đấy đi xuống rồi, hello Rio. Đấy, chạy chạy. Hello, hello. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Chạy nhanh quá hả con? Hôm nay đi học lạnh không? Lạnh hả? Vui hả? Tại vì có tuyết thì được chơi acrobat phải không? Tôi biết mà. Nhưng mà ba mẹ thì không thấy vui. Rio nhìn thấy chưa? Đúng rồi, lạnh mới nhìn ba ba phải phải cào tuyết nè Rio này. Nhìn thấy không? Tuyết trắng trời luôn. Sợ chưa? Nhìn lên nhìn phát nản luôn. Mà đóng cửa lại. Đúng rồi, mấy bạn này đi học. Giờ còn big snowman đúng không? Hôm nay có big game không? Không à? À nó nặng quá, nó nhiều nước. Không được. Không được à, big game không được. À được à, snowball thì được. Có castle không? Không. Cấm. Cấm đúng không? Đấy, đi học mấy anh này chỉ mong mùa đông có tuyết thôi mọi người à. Tại vì tuyết thì được nghịch, được trượt tuyết, được chơi acrobat đúng không? Và snowball. Được cast the snowball tức là ném mấy cái quả snowball là và mấy quả. Và gì? Trời ơi. Nói tiếng Việt đi, đang nói tiếng Việt tự dưng nhảy sang tiếng Na Uy à? Có hôm nay. Tức là nặn nhờ mấy cái quả bóng tuyết sau đó ném vào nhau á mọi người, ném vào mặt rồi ăn tuyết. Đồ này kia cho nên là mấy cái bạn nhỏ ở đây khoái lắm, mùa đông mà không có tuyết là bọn này bọn nó buồn mọi người ạ. À. Còn thích ghét tuyết là first class. Ghê không? Anh nói là anh thích tuyết là số 1 luôn. Thứ và hai rồi mới đến vào mùa hè. Hết là for under class. Host mà là under và class. Oh, how the good. Class. Thật đâu, xin kết. Có nhiều mùa ấy mà. Trời ơi, Rio nó nói mùa đông là thích nhất, sau đó đến mùa thu, rồi đến mùa xuân và cuối cùng là mùa hè mọi người ạ. Trời ơi, đúng là trẻ con Bắc Âu. Thích cái gì không thích là đi thích lạnh. Úi. Hát đây mọi người, đi si hát đa nào. Hát đa. Hát đa. Si hát đa là được rồi. Bye bye. Hát đa bye bye.